Nguyên liệu để thực hiện món đu đủ hầm giò heo gồm có chân giò khoảng 1 cái, một quả đu đủ hường khoảng 500 g, một củ cà rốt, hành ngò cắt nhỏ. Cách thực hiện: đu đủ gọt vỏ, rửa sạch và ngâm vào trong nước để bớt mủ, sau đó cắt ngắn cỡ từ 2-3 cm. Chân giò cắt khoanh cho vào nồi nước và thêm ít muối. Nhỏ lửa đến khi nước sôi và chân giò mềm thì bắt đầu cho đu đủ và cà rốt vào, tiếp tục nấu cho đến khi đu đủ mềm. Nêm nếm gia vị cho vừa ăn, múc ra tô, rắc rau nêm cắt nhỏ lên trên. Đu đủ không chỉ là một loại thực phẩm giàu vitamin mà còn là một vị thuốc tốt cho cơ thể, phòng chống được nhiều bệnh thường gặp. Giò heo và đu đủ đều là những món bổ sung dinh dưỡng, tác động tích cực đối với việc làm đẹp, đặc biệt là đối với phụ nữ đang mang thai và cho con bú. Chúc bạn thành công với món ăn này!